Theo số liệu của Cục Trồng Trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện thì diện tích hồ tiêu tại các tỉnh Tây Nguyên đã vượt hơn con số 100.000 hecta, vượt xa so với quy hoạch của các địa phương. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc vùng trồng tiêu tại các tỉnh Tây Nguyên phát triển ồ ạt thời gian gần đây là do giá tiêu có thời điểm đạt mức 200.000 đồng một kg, khiến nhiều người dân Tây Nguyên bất chấp khuyến cáo của ngành nông nghiệp ồ ạt trồng. Thậm chí người dân còn trồng tiêu trên đất rũng, thường xuyên ngập úng vào mùa mưa, vốn không phù hợp cho sự phát triển của cây tiêu. Việc diện tích vùng trồng tiêu tại Tây Nguyên vượt mức 100.000 hecta, nhiều chuyên gia lo ngại giá tiêu sẽ giảm trong thời gian tới và cảnh báo người dân không nên bán tháo mặt hàng tiêu ngay tại thời điểm này để tránh áp lực về đầu ra. Ngoài ra không vì khó khăn trước mắt mà phá bỏ vườn tiêu.